Có vẻ như tình hình Covid đang ngày càng phức tạp khi mà đã xuất hiện ở nhiều thành phố khác nhau, không riêng gì ở Đà Nẵng nữa. Hy vọng rằng với lần này chúng ta một lần nữa chung tay để sớm có thể kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh. Mỗi người chúng ta cần phải nâng cao ý thức, khai báo y tế đầy đủ và hạn chế tụ tập nơi đông người. Và bây giờ thì như thường lệ thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bản tin Hi News của ngày hôm nay nhé. 4 mô hình iPhone mới lại xuất hiện tại Việt Nam, bị Apple dọa bỏ tù, nguồn tin ngưng rò rỉ trước ngày ra mắt iPhone 12. Exynos 990 được trang bị trong Galaxy Note 20 sẽ mạnh ngang Snapdragon 865 Plus. Tin giả về Covid-19 lại xuất hiện trên Facebook Việt Nam. Một mô hình của iPhone 12 vừa được xuất hiện tại một hệ thống smartphone lớn ở Hà Nội và theo đại diện cửa hàng thì mô hình này được xách tay từ Trung Quốc. Càng gần ngày ra mắt, những hình ảnh thông tin về iPhone mới xuất hiện càng nhiều. Năm nay, nhiều thông tin rò rỉ cho rằng Apple sẽ giới thiệu 4 mẫu iPhone mới bao gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Theo mô hình này thì cả 4 mẫu đều có thiết kế giống nhau với phần cạnh được làm vuông vức tương tự như iPhone 4, iPhone 5S hay là iPad Pro. Vì thế, khi mà cầm bản mô hình iPhone 12, tôi có cảm giác cấn tay nhẹ, không quá thoải mái như iPhone 11 với khung viền bao tròn. Những mẫu mô hình được sản xuất phục vụ cho nhu cầu trưng bày và làm khuôn mẫu tạo ra ốp lưng, miếng dán màn hình chào đón sản phẩm mới của chuỗi cửa hàng, đại diện một hệ thống lớn ở Hà Nội cho biết, là một trong những nguồn tin rò rỉ thông tin uy tín. iHackTool cho biết iPhone 12 dự kiến có 4 phiên bản, gồm 2 phiên bản tiêu chuẩn với màn hình 5.1 inch, 6.1 inch và 2 phiên bản Pro, màn hình 6.1 inch và 6.7 inch. Ở mặt trước của mô hình vẫn có khuyết điểm, các phần thông tin rò rỉ cho rằng phần Note được làm nhỏ gọn hơn, Face ID có thể nhận diện khuôn mặt ở nhiều góc độ, riêng bộ đôi iPhone 12 Pro có thể trang bị màn hình ProMotion 120Hz. Trả lời Zing, một leaker nổi tiếng chuyên tiết lộ sớm các bí mật của Apple cho biết anh sẽ không đăng bất cứ một thông tin nào về sản phẩm của hãng này nữa do lo sợ dính líu đến các vấn đề pháp lý với nhà thầu khuyết. Theo đó, Greenskin sở hữu tài khoản mạng xã hội với hơn 100.000 lượt theo dõi và liên tục cập nhật các thông tin thâm cung bí sử của làng công nghệ. 3 tháng trước, anh bất ngờ ngưng tiết lộ các thông tin liên quan đến Apple giữa thời điểm người dùng đang chờ đợi những hình ảnh iPhone 12 mới nhất. Leaker này chia sẻ thêm, 3 tháng nay tôi không leak gì cả bởi Apple có thể kiện tôi vì những thông tin rò rỉ chưa có logo táo khuyết, thiết kế chưa được công bố và bản quyền của các tác phẩm. Họ sẽ làm vậy với ai được chứng minh là nguồn rò rỉ thông tin. Tuy vậy, tôi vẫn tin Apple sẽ không thể kiểm soát được tất cả tin rò rỉ về sản phẩm bởi sẽ không có những tài khoản giấu tên đến từ các quốc gia có thể ẩn danh tốt hơn. Chỉ còn một tuần nữa thì Galaxy Note 20 sẽ chính thức được ra mắt và như thường lệ thì Samsung vẫn trang bị hai con chip là Exynos 990 và Snapdragon 865 Plus cho các thị trường khác nhau, mặc dù cho Exynos của Samsung luôn bị đánh giá thấp hơn so với Snapdragon của Qualcomm. Tuy nhiên, theo Tipstore Anthony thì chip Exynos 990 trên Galaxy Note 20 sẽ mạnh ngang với phiên bản Snapdragon 865 Plus. Chip Exynos 990 trên Note 20 series là một phiên bản cải tiến được tối ưu hóa tốt hơn phiên bản trang bị chip Exynos, chạy nhanh và mát giống như chip Snapdragon. Nó giống như là phiên bản nâng cấp Exynos 990 Plus, Tipstore này cho biết. Vì vậy, giờ đây người dùng đã có thể phần nào yên tâm hơn khi mà sử dụng Exynos 990 trên Note 20 series sẽ không giống với chip Exynos 990 trên S20 series. Trên thực tế, đây là một phiên bản nâng cấp, tối ưu hóa tốt hơn và có thể đạt hiệu năng tương đương với Snapdragon 865 Plus. Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp thì vấn nạn tin giả trên Facebook lại tiếp tục hoành hành. Qua đó, mỗi người chúng ta cần phải tỉnh táo và nâng cao cảnh giác trước mỗi thông tin mà chúng ta tiếp nhận được trên các mạng xã hội. Ngày 27 tháng 7, kênh thông tin của Bộ Y tế đăng kèm hình ảnh bài viết của trang Facebook Xuân Thủy và khẳng định đây là tin giả. Theo đó, tài khoản Xuân Thủy chia sẻ thông tin có nội dung phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với nội dung kêu gọi người dân suy nghĩ thấu đáo trước khi mua vé máy bay du lịch giá rẻ. Theo thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Bộ Y tế cho biết qua kiểm tra, đây hoàn toàn là tin giả vì trong thành phần của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch không có người tên là Bách. Hiện, gán ghép hình ảnh các chính khách đang lan truyền trên Facebook một cách mất kiểm soát, qua đó cho thấy sự yếu kém trong khâu kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội này. Và tới đây thì bản tin Hi News của hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và quay trở lại với diễn biến của dịch Covid thì một lần nữa chúng ta cần phải bình tĩnh. Và đây là một cuộc chiến không của riêng ai. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ thì May xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin Hi News của ngày sau. Bye!